Sam ơi, chơi game không? Gì? Chơi đâu? Ủa gì kỳ vậy? Vũ chơi game sao không chơi? Mấy bạn đang kêu chơi game Baby in Yellow kìa. Tôi không chơi đâu. Tôi với Kaido đang cãi nhau để xem coi linh thú của ai xịn hơn. Rõ ràng á, linh thú của tôi là cái mập siêu ngầu như thế này, mà Kaido bảo là Kaido nắng thỏ xịn hơn. Có tức không? Giờ tôi bận cãi nhau rồi. Có chịu? Xí bà! Tại sao lại không chơi game với tôi? Vậy linh vật của ai xịn hơn hả? Thôi bây giờ thế này đi, tôi có một cái tựa game này rất là hay, sẽ giúp cho bà biết linh vật của ai xịn hơn. Hả? Chính xác? Game gì? Và đó chính là tựa game Beast Law. Beast Law là một tựa game chiến lược mới ra mắt gần đây với lối chơi vô cùng chân thật về chủ đề thế giới động vật. Trong trò chơi này, người chơi sẽ nhập vai vào một lãnh chúa của muôn loài, dẫn dắt bộ tộc của mình mở rộng lãnh thổ và trở thành vua của lãnh địa to lớn. Người chơi có thể khám phá những lục địa mới và cạnh tranh với những lãnh chúa khác từ các vùng khác nhau để tranh giành tài nguyên. Đây là một cuộc chiến cực kỳ khốc liệt và với phong cách siêu chân thật, mô hình hóa 3D cho từng con vật kết hợp với tiếng kêu và chuyển động y hệt như thế giới thật. Bạn có thể thu thập những loài động vật trên thế giới như sư tử nè, voi Ấn Độ, báo đen, gấu và nhiều loài khác nữa. Ở mỗi con vật đều có khả năng và vai trò độc đáo khác nhau, đòi hỏi sắp xếp và chiến thuật của người chơi có thể đem đến lợi thế cho mình trong trận đấu. Đặc biệt có thể kiếm thêm được nhiều đồng đội mới với những người chơi khác trên khắp thế giới, hình thành một liên minh mạnh mẽ cho riêng mình, khám phá thế giới chưa biết đến, tràn đầy những cơ hội và nguy hiểm, gặp gỡ những siêu thú cổ đại khổng lồ tham gia vào những trận chiến. Vậy thì còn chần chờ gì nữa nào mấy bạn ơi, mà không tải ngay game ở bên dưới phần mô tả phần comment nha. Tôi sẽ để link tải ở bên dưới, các bạn nhớ tải về nha. Cảm ơn các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với phần 3 của Baby in Yellow nha các bạn nha. Let's go. Sammy sẵn sàng chưa? Nghe đồ là cái phần này nó đáng sợ hơn phần trước gấp ngàn lần luôn, tôi sợ ghê luôn á. Đúng biết rồi, tôi thấy là phần cuối lúc nào cũng là phần đáng sợ nhất. Đâu để chúng ta xem coi. Bây giờ hiện tại chúng ta vẫn tiếp tục đang ở trong cái chung cư cũ các bạn ạ. Và đây chính là ngôi nhà. Nó có động đất đó kìa. Động đất. Ui, từ hình như có gì đó không ổn nè. Khoan từ, ở bên đây có gì đây? Một cái cái này giống như kiểu gọi là cái hộp, mình xoay ra xong nó sẽ xuất hiện con búp bê đúng không? Ủa không phải, nhạc hả? Ủa, vậy là không phải nhạc rồi. Thôi. Ồ, khoan từ, hình như là cái cửa nó mở, ý là nó kêu mình vô trong thôi sao nè. Ui, ở trên đây nó có con mèo nè. Từ. Đây, hình như là mình phải đuổi theo con mèo. Rồi, tiếp tục. Ui, bên đây. Ủa? Ở chỗ này có một cái căn hầm bí mật. Từ để leo trên này. Lắm hầm bí mật đó nhờ. Con mèo đen. Cái gì đây? Ở trên đây là một cái căn phòng. Ui, ở đây cái con mèo màu đen nè. Ủa mèo kìa. Ủa, chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra? Không biết nữa, cái gì mà sao nó bị... Ui, cái bức tranh nó hút mình vô trong hay sao kìa. Ui, cái gì vậy? Ui, cái bức tranh hút mình vô trong. Ui, em bé kìa. Ui, trời ơi, cái phần này tôi thấy là hơi bị căng thẳng rồi nha. Phần này hơi bị căng thẳng nè. Ui, từ, mình đang ở đâu đây? Ủa, biết, hình như ở không trung hay sao á. Rồi xong rồi, mình lên tới vũ trụ luôn rồi Sam ơi. Chỗ này giống kiểu mặt trăng vậy á. Oh my god, tới thui à. Lại tiếp tục là con mèo đen nè. Con mèo đen có ý nghĩa gì trời? Biến mất rồi. Rồi lại có tiếng thì thầm tai, thì tôi có chịu tiếng này lắm luôn á. Ui, cái gì vậy? Lại động đất. Tò mò, theo tôi nào, lẹ lên, đi qua cổng, đừng để anh ta nhìn thấy. Con mèo, con mèo nó đang nói, nó đang kêu mình là hãy chạy theo nó đi. Ok. Ủa vậy là con mèo này là người tốt hay là người xấu ta? Không biết luôn, không biết con mèo nó cứu mình hay là hại mình cũng không biết luôn các bạn ơi. Giờ không biết tên này okay, luôn. Ok, nhưng rồi. Mà nói chung là con mèo nó kêu mình là nên đi theo nó nè. Ok, vậy thì mình sẽ đi theo nó thử nha các bạn nha. Ok, đi theo con mèo đúng không? Ủa, bây giờ sao chui vô đây được? Trời ơi, mình người lớn sao chui được con mèo này? Từ có quyển sách gì ở đây đây. Đúng rồi. Mình phải đi tìm mấy cái quyển sách mình bỏ vô. Ok, vậy là bây giờ. Đây, một quyển đây nè. Hình như là mình phải bỏ ba quyển sách vào hôm nay thì mình sẽ mở được cái cửa để mình đi qua bên kia với con mèo sao á. Còn quyển nào không? Ê, còn ông đi tới đâu, nhìn đâu, phải. Phải. Đó. Đây thấy nè. Đó, rồi ok, đủ ba quyển rồi. Bỏ vô. Ủa, như vậy sắp hay sao? Phải sắp á. Số 1, số 2 kìa, cái kia kìa. Đúng rồi. Mình sắp sai. Đây, quyển này là quyển số 2 nè. Số 2 thì mình sẽ lắp vào đây nè. Đó. 1 rồi. 2 3 nè. Rồi quyển tiếp theo, quyển này là quyển số 5. Quyển số 5 mình sẽ lắp ở bên này. Đó, còn quyển cuối cùng mình sẽ lắp ở bên này. Đúng không? Ủa, sao chưa được nữa? Hay là nó sẽ có một cái mật mã gì đó nó sẽ chỉ cho mình ta. Từ đi vòng vòng để xem coi. Ui, sao ơi? Ủa, cái chỗ mình hút nè. Em bé nè. Ê, quyển sách, tụi mình có quyển sách kìa. Số 3 kìa. Đâu quyển sách đâu? À đây, quyển sách số 3 nè. À, đúng rồi. Cái này số 2 nè. Cái này số 4 kìa. Số 4, thành số 3 đúng rồi. Bỏ cái số 3 vô đúng không? Rồi.
Đúng rồi. Ôn quá, ok, hay quá. Rồi đi theo con mèo đúng không? Rồi đi xuống dưới đây thì ra nó có nhiều quyển sách chứ không phải là chỉ có một quyển đó thôi. Cửa đã bị hàn lại. À, hình như mình phải bỏ thang vào trong đây thì phải á. À, đây nhét một thang vô, muốn mở ra nhét một thang vô. Chỗ này thì bị khóa rồi nè, lấy thang nè, bỏ vào đây. À, đúng rồi, mình sẽ lấy thang, mình bỏ vào đây, sau đó là mình sẽ khởi động cái máy lên. Ủa? Không phải để cho đầy hả? À, chắc là mình bỏ ít quá, mình phải bỏ nhiều hơn. Ok, bỏ nhiều hơn đúng không? Gần rồi. Rồi. Ok, bỏ thêm. Rồi, bỏ thêm. Rồi đó. Rồi. Mở. Hay. Quá hay. Yeah. Quá nó bị nổ phải không? Nó làm cho nó bị nổ đó. Úi. Cái này là ống cống hả? Ôi trời ơi, đi từ đó đâu luôn mấy bạn ơi, đi quá trời đi luôn. Từ nãy giờ bọn mình hết đến hầm bí mật, bây giờ mình chui xuống dưới cống nữa. Ê! Trời ơi, cái bà mèo thô giật hết cả mình. Ok, bây giờ đi theo cái bà mèo đúng không? Mà khoan, từ chỗ này là có đường qua được không? Con mèo nó chui qua được nhưng mình làm sao mình qua được? À đây, bên này. Đi qua bên đây. Ui. Nhà này cái gì cũng mọc hết trơn, gì cũng... Sao giờ lại động đất tiếp rồi nè. Ok, rồi, mở cửa ra. Cửa này bị khóa rồi nè. Ui. Ai ngoài vậy? Ai vậy? Ủa? À đây, con mèo đây. Ui, cái này là con robot đúng không? Con người máy nè. Ôi, con robot này cần có pin nè. Pin đã bị hỏng. Pin hỏng rồi, mình lấy pin mới. Là bây giờ là mình phải tìm cái cục pin có hình trái tim này mình lắp cho con robot đúng không? Ok. Để xem coi, cái này là quyển sách không phải nè. Cái này có gì không? Để kiểm tra coi, cái này là bông hoa. Có vẻ là cây hoa này đã chết. Ok. Rồi mình thử đi qua mấy cái phòng khác thử coi. Phòng hồi nãy này để kiểm tra coi có cục pin không? Để coi dưới kìa. Đây có quyển sách nè. À, cuốn sách nữa. À, đây rồi. Pin này phải không? Cái này phải không? Khoan từ, cái pin hình trái tim mà đúng không? Còn pin này đâu phải hình trái tim đâu. Khoan từ, mình cứ thử sử dụng thử cái cục pin này coi biết đâu cục pin này dùng được sao đúng không? Đấy, bây giờ mình ở sẽ bên ngoài dùng được các bạn. Ok, nhét mình sẽ vô. Đem mình gắn vô thử coi. Gắn. Đó, được rồi nè. Ôi được. Ui, nó sống lại rồi nè. Ủa này bây giờ mình làm gì với nó ta? Em nhìn búp bê nè, nhìn con robot này khác những em bé không? Nhìn cỡ vậy á, sợ quá à. Không, tôi thấy con búp bê này, tôi thấy con robot này nhìn nó dễ thương hơn em bé nhiều nha. Nhìn em bé mới sợ á, từ. Con robot này chắc chắn là sẽ giúp cho chúng ta được cái gì đó. Để đem đây thử coi. Đem con robot lên lầu để sửa chữa hả? Giờ mình đi sửa đâu vậy? Đi tìm chỗ sửa đi. Cắm robot vào máy hả? Ok, cắm con robot này vô trong cái máy để mình sạc. Ok rồi, sau đó là đi qua đây đúng không? Ủa không phải, không qua được. Ha, con robot này hiện tại hình như là cắm nó vô đây thì nó sẽ giúp chúng ta mở được cái cửa. Nhưng mà con robot này hình như là điện nó yếu quá, nó vẫn chưa mở được cái cửa. Bây giờ mình phải sửa con robot đúng không? Ok, sửa robot thì ở chỗ này tôi thấy có cái cuộn dây cáp này dùng để làm cái gì nè. À, lấy cái cuộn dây cáp này được không? Ồ, nó không thích. À, không phải. Vậy là không phải cái này rồi. Vậy thì lấy cái tu vít thử coi. À, chắc là lấy cái tu vít đúng không? Ủa? Không phải luôn. Không muộn luôn. Vậy thì lấy cái gì ta? Từ để mình xem coi. Nếu như không phải cái này để mở tủ có gì không? Không có gì bên trong hết. Ở chỗ này là cây viết. Cái này là cái cọ dẻ. Ui. Ôi Sam. Hồi nãy Sam nhớ là hình như là nó nhỏ xíu đúng không? Sao vậy, tôi thấy nó gần hơn phải không Sam? Chắc là nó bé xíu như hộp me. Vậy sao nó bự chứ có trứng gà vậy? Ok, từ nhật ký nè. Hồi nó nói gì không hiểu rồi. Khỏi nghe. Ơi, qua đây xem coi. Ở chỗ này dây cáp không phải nè. Cái này gì đi? Con ốc hả? Đâu nhất. Phải ốc không? Không phải luôn. À, đây Sam ơi, tôi biết rồi. Hình như không phải là cái chỗ cắm kia mà là cái chỗ cắm bên này mới đúng nè. Đây hình như con robot nó chưa đủ điện. Hèn chi mình cắm sai các bạn ơi. Rồi. Ở bên này mới là đúng rồi nha. Ok, rồi ok. Nhấp gì? À, là bây giờ mình phải bấm thêm cái màu xanh này đúng không? Để cho con robot nó được hoạt động đúng không? Ok. Có điện. Ok. Đó. Okay. Rồi xong nhầm đi. Đó, okay. xong. Một cái, hai cái, ba cái. Ok. Hay quá. Một ơi. Cái, hai cái, ba cái. Xong. Xuất sắc. Rồi, con robot nó đã được sạc pin đầy rồi các bạn ơi. Đấy. Ok, giờ nhìn nó có vẻ tươi tỉnh dễ thương hơn rồi nè. À, ok. Nó đòi ôm mình kìa Sam. Ủa? Đưa mình gì đây? Yêu cầu hộp mực hả? À, vậy bây giờ mình phải đi kiếm cái hộp mực á. Ok, mực á, mực kiếm đâu ta? Ta hình như hồi nãy không nhớ là không có thấy cái hộp mực ở chỗ nào thì phải. Ủa, ê, mực kìa, tự nhiên nó nhấp ở dưới kìa. Phải không? Không phải, cái này phải mực đâu. À, nhớ rồi, hình như là mực ở bên dưới này nè, hình như là không nhớ mực dưới này. À, đây mực nè. À, đây. Mực. Rồi. Ê, cái gì nổ vậy? Cái gì mới nổ vậy? Cái lò nổ hả? Giật hết cả mình luôn á trời. Sợ ok lắm. Rồi, đem mực lên đưa cho nó nè. Đó, rồi xong. Rồi, chuyện gì xảy ra? Nó đưa mình hình trái tim nữa bạn. Rồi cái gì đây? Cần một cái đế á. À, rồi cái con này cái chân của nó. Ê,
Ôi, trời ơi. Trời ơi tội nghiệp quá. Ok bây giờ là cần cái chân cho nó đúng không? Ok rồi bây giờ mình phải đi kiếm cái chân cho nó nè. Cái chân của nó hả? Cái chân của nó là cái nào ta? Ok đi theo anh nha em. Cái này phải cái chân của em không? Không, nó là cái không phải đâu. Hả? Ok. Nó lắc đầu nữa. Nó lắc đầu á. Chân robot là nó phải đi được như cái bánh xe ấy bạn ơi. Đó, bánh xe mới được là tìm bánh xe đó. Gắn nó vào đây đúng không? À, đây đúng rồi. Ôi gắn vô cho nó mở cửa. À thì ra vậy trời, làm từ nãy giờ mò muốn chết luôn á trời. Ui, búp bê baby in yellow nữa đúng không? Gì đây? Nhặt đồ chặn cửa hả? Ủa cái này đồ chặn cửa hả? Để làm gì? Nó giống những nó sang vậy hả? Hả? Ở bên này còn một căn phòng nữa nè. Ồ, ok. À đây cái chân của nó nè. Đây rồi. Ok, để cái chân lên đây. À rồi, hiểu luôn. Để cái chân nó lên, sau đó là lấy con này ra đúng không? Ê, rồi sao vô? À, cái đồ chặn cửa. À đây. Hóa ra ngươi cũng có công dụng rồi. À để cái đồ chặn cửa vô đi chặn cái cửa lại. Rồi ok hiểu. Đem con này vô. Cái đồ chặn cửa nó đặt đồ đẹp chứ. Đây. Rồi gắn vô đây nè, sau đó khởi động máy. Yeah, vậy là nó có chân rồi đó. Bay luôn. Ủa sao nó đi luôn vậy? Ủa sao mình cứu nó, nó chạy mất tiêu rồi. Ủa kiểu như nó kiểu bất ngờ chung già xong nó đi luôn. Ừ kiểu như cứu cho cối vô. Mình cứu nó xong rồi nó bất ngờ chung già xong nó biến mất luôn. Ui động đất. Sao mà cái game này từ nãy tôi để ý là động đất hơi nhiều nha Sam nha. Nhiệm vụ tiếp theo là hãy tìm con robot đó. À đây nó đây nè. À nó không, nó không có bỏ mình đi. Làm gì? Cần một cái. À đây cái đồ sửa chữa. Đây. Cái cờ lê. Đây đúng không? Rồi, đưa cho nó cái cờ lê. À nó sẽ sửa thang máy giùm cho mình. À, ồ. Okay, hay quá. Nó đang trả ơn mình á Sam, hiểu không? Đúng à. Rồi. Rồi, tiếp theo cần gì nữa con? À, cần tiếp theo là bình xăng đúng không? Xăng. Ok, rồi bình xăng. Bình xăng hồi nãy mình lấy đâu ta? Bình xăng. Ê Sam ơi, ủa? Hình như nó gần hơn nữa rồi đúng không Sam? Cái tranh này tranh động á, gì càng ngày giống như nó muốn tới gần hơn vậy. Cái bức tranh này tôi thấy con này càng lúc nó càng gần lại mình hơn hay sao á. Em đốt bức tranh này được không? Nhỏ đốt bức tranh này được không? Tôi sợ quá. Tôi thấy hơi sợ và tí nữa nó con em bé nó từ trong bức tranh nó nhào ra cái chắc tôi ngất xỉu luôn á Sam. Xăng đây, bình xăng đây. Ok, lấy bình xăng cho nó nè. Rồi, đưa cho nó, chờ bây giờ mình chờ nó sửa tiếp. Ủa, nó uống à? Ủa. Nó uống xăng. Ok. Hắt nước hả con? Rồi bây giờ cần gì nữa nè? Cần cái búa. À ok, trời cái búa ơi. Đây. Mới vừa lấy cái búa luôn. Nè đây. Nãy nó khát nước ông ơi. À, nó sửa cái thang máy nó khát nước quá nó xin mình cái bình xăng cho nó uống. Hèn chi tôi tự ủa thang máy người ta dùng điện chứ ai dùng xăng ta? Lại động đất. Thang máy nó lên thôi, thang máy thôi mà cái thang máy nhà này gà ha. Cái thang máy nó chạy xuống thôi mà nguyên cái tòa nhà động đất luôn mấy ba ơi. Ok rồi đi vô nè, sau đó là nhấn nút nè. Rồi, đi lên. Đó, đèn chớp thì tôi thấy có chuyện gì nó sắp không ổn xảy ra rồi nha. Rồi. Ở đó rồi. em bé kìa. Trời ơi, ông trời, nội, tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay là em bé nó sẽ từ trong bức tranh nó chạy ra mà. Rồi, bây giờ chúng ta đã lên tầng tiếp theo. Lại tiếp tục. Vẫn là. Ủa? Sao ơi, sao mới thấy bức tranh nó cử động không? Đó. Tôi thấy sợ ta. Ok rồi, mình đi theo robot để xem coi robot nó cần gì nè. Hình như nó hút cái gì đó vô nè. À, bây giờ mình sẽ lấy con robot nè, mình gắn nó vô đây. Là rồi. Cửa sẽ mở ra. À, ok. Con robot này nó giống như kiểu là cục pin vậy các bạn. Nó sẽ giúp cho chúng ta mở được những cái cánh cửa mà cần có điện. Ok, rồi đi vô trong nè. Màu đỏ và màu xanh sẽ có được... Ủa, nó đang tiểu hả? Ủa? Không. Nó đang tưới cây. Không biết khùng á. Tôi tưởng robot nó tiểu. Ok, chúng ta có màu đỏ và màu xanh thì chúng ta sẽ được một cái này giống 500. Như kiểu gọi là cái 500 vậy đó. Ok rồi, con này nó tưới hoa. Ủa cái gì đây? Chìa khóa hả? Ngoài tầm với, không lấy được. Ok. Một cái quá, ui nhiều cửa quá nha. Bông hoa này. Ui. À là mình gọi con robot đi đến bông hoa đúng không? Cho con robot này nó ui robot nó làm gì vậy? Nó xích cái gì nè? Xong rồi nó sẽ nở ra một cái viên này. Hình như cái viên này mình sẽ bỏ trong cái chậu này. Bỏ không được. Chưa không, cái viên kia là trên cái bạn kia kìa. À, mình bỏ vô đây, À, đó. Ok, sau đó là cần hai thứ thuốc để trộn lại hả? Màu đỏ và màu xanh. Ủa đúng rồi mà. À, mình phải bật máy lên, Trời ơi, quê quá. Bật cái này lên. Thì nó sẽ ra chúng ta một cái nước màu hồng. Cái nước màu hồng này nó sẽ chảy qua bên đây rồi sau đó sẽ rơi cái bạc này đúng không? Sau đó chúng ta sẽ có được cục 500 đúng không? Để xem coi. Biết nữa, được cái nước hồng hồng. Oh. Cần một cái chai. Sao nhìn cái nước hồng hồng mà nhìn ngon quá ta. Uống thử. Không uống là đi luôn á. Ok, bây giờ cần cái chai nè. Ê, con mèo nè. Mình chui trong được không? Không được, mình chui trong không được. Ok, bây giờ là cần cái chai đúng không? Cái chai này đúng không? Hình như phải lấy cái chai mà cái chai kia kìa mới lấy được nước kìa. Chai này nhìn giống cái bình sữa sao mày? Đến sữa, phải lấy bình sữa mới lấy được, hiểu không? Làm lọ thuốc thì vẫn phải có cái chai, mình okay. Thiếu cái chai bạn ơi. Để đi vô thử mấy căn phòng này coi. Cửa này bị khóa rồi.
Ê, cái con robot này tính ra nó chăm chỉ đi tưới cây quá ha. Từ nãy giờ tôi thấy nó nó đi vòng chắc vòng tưới cây hoài vậy nè. Mày làm việc á, mày làm việc cái sao á? Sao sao cái cửa bên này nó mở mở hé hé vậy? Vô được không? Ủa không vô được. Không được, nó một cửa hé hé à. Còn cái này là gì đây? Ở chỗ này chúng ta đang có một cái vòng tròn nó phát ánh sáng nè. Mình đứng lên trên có được gì không? Ủa? À, vậy là mình phải lấy cái gì đó nặng nặng mình để ở đây để cho cái cửa nó mở ra. Ok ok, tính ra là nhiều cái cần phải giải mã lắm á nha. Ok. Đúng rồi, măng cuối nó khó lắm bạn ơi. Cái lọ nằm đâu ta? À đây đấy. Trời ơi là trời, mấy cái chai nó nằm ở đây mà từ nãy giờ tôi không thấy mấy ông ơi. Ok. Nó một lấy một chai nè. Ok. Ủa. Gì vậy? Gì vậy? Sao lấy có cái chai nước thôi mà gì vậy? Ui. Lại là cái con này nữa. Lại tiếp tục là cái con cá đuôi. Trời ơi trời, tôi ơi. Em bé nè. Bình thường rồi. Ờ, cho em bé ăn hả? Có nên cho nó ăn không? Ok, lấy bình sữa này cho em bé ăn đúng không? Ok, cho nó ăn thử coi. À, mình cho nó ăn thì nó sẽ lấy cho mình cái chìa khóa. À. Bây giờ người đó thành 500 không thấy ông hút quá trời đồ kìa. Ok, rồi, cảm ơn con nha. Mở cửa nè. Ok. Rồi. À, tạm thời em bé vô đây nha, tha hồ uống. Ủa. Ê. Ủa? Trời ơi, nó bay bổng cho mày đâu thấy không? Không được uống hả? À? Vậy mình lấy được không? Ơ, mình lấy được nè. Ê, cái này mùi rắm á. Ơ, khoan từ. Cái chai màu xanh này, mình đưa cho nó được không? Nó uống cái chai xong rồi, nó đánh rắm, nó văng lên trời. Bay xanh hơn, bay qua, bay lại, dễ sợ luôn. À, cái con này nó gợi ý cho mình là Sam. Nó kêu mình là lấy một cái vô lăng đúng không? Là cái này đúng không? Ok. À, là cái này gắn vô đây. Ok, sau đó là lấy chìa khóa. Ủa, chìa khóa đâu? Khóa đâu ta? À, con robot nó kêu mình quặn cái này đúng không? Con robot nó gợi ý cho mình nè. Ờ, rồi có chuyện gì xảy ra? Hay là mình lấy em bé mình để gần đây xong đầu bật cái này lên cho nó hút ta? Ủa thiệt nè. Ủa nó hút em bé bay lên trời luôn. À đây rồi, vậy là em bé sẽ lấy chìa khóa cho mình. À thì ra ủa sao nó không lấy em bé ơi? Em bé có thể nào giúp cho anh lấy cái chìa khóa được không em bé? À, mình chui vô mình lấy chìa khóa lại thêm lần nữa được không em bé? Chìa khóa lấy giúp anh cái chìa khóa với em bé ơi. Ủa nó không lấy luôn các bạn ơi. Vậy giờ sao ta? Vậy làm cách nào để lấy được cái chìa khóa ta? À đúng rồi, lấy bình sữa cho em bé nó uống để nó biến thành cục 500 tiếp. À tôi biết rồi. À, đây chìa khóa đúng không? Đúng rồi, mình cho nó uống nè, sau đó mình sẽ bật cái này lên. Rồi mình bỏ nó vô. Đó, nó sẽ hút vô trong và sau đó nó sẽ hút cái chìa khóa ra bên ngoài cho mình. À, thì ra như vậy. Trời ơi, thông minh quá Phong ơi. Trời ơi, nó hút cái chìa khóa ra ngoài nè. À. Sam thấy tôi thông minh chưa? Đấy, à, ok, mở cửa ra nè. Rồi đi vô. Lấy á. Robot này thấy đồ sắp đồ ha. Trời ơi, nó làm việc dễ sợ. Hình như là gắn robot vô để cho con robot nó được sạc hay sao á. Úi. Úi. Cái gì? Em bé gì nó chọi. Em bé nó chọi mình. Em bé nó chọi mình cái quyển sách cho người mình. Từ từ. Ở trên đây chúng ta cần tìm đường lên đi theo con mèo đen hả? À, đi theo con mèo đen. À, mình lấy robot ra, mình lấy robot lên nó dừng lại. Đó, thấy không? Thấy tôi thông minh chưa? Lấy đúng lúc. Lấy đúng lúc. Ok, rồi. Leo lên nè. À, ok. Càng ngày càng thông minh ra đó. Càng lúc tôi càng thấy khó. Ok. Tiếp theo hãy tìm mật khẩu. Trời ơi, mật khẩu nó nhìn mật khẩu mật khẩu nữa hả? Cái này khó dữ ta, phải có mật khẩu nữa hả? Mật khẩu là mấy cái hình hả? Trời ơi, số cái khó tìm rồi. Bây giờ mật khẩu còn là mấy cái hình nữa chứ. Hồi nãy là cái con robot nó chạy qua đây nè, để tôi xem cái bên này có gì không. À, có cái cốc. Úi. Hình như em bé nó mới chọi tôi quyển sách đúng không? Giật hết cả mình. Ấy da. Đây. À. Kìa. À. Đây rồi, ở gần những cái cây nến này sẽ có những cái ký hiệu. À, thì ra là như vậy. Để xem coi. Rồi, đây, bây giờ mình phải cắm nó vô. Để cho cái thang này nó chạy qua bên đây. Đó, sau đó mình rút cái này ra. Đó, rồi đúng rồi. Rồi sau đó mình leo lên trên. Mình leo lên trên xong thì mình sẽ tìm được thêm một cái mật khẩu nữa. Đó. Tròn với hình vuông nha Sam. Sam nhớ giúp Phong nha Sam. Tròn hình vuông. Cái con robot đâu rồi? Đứng lại. Giúp anh thêm lần nữa. Ở bên đây còn một cái đèn nữa. Giúp anh thêm lần nữa nha. Nhìn mặt robot đúng hài luôn á. Ok rồi. Ok. Mật khẩu tiếp theo chúng ta sẽ là hình tam giác. Có hai cái gạch. Ok. Đầu tiên là hình tứ giác nè. Sau đó là đến hình cung tên. Cung. Ok rồi. Bây giờ mình test thử nha. Hình tứ giác và hình cung tên. Ủa? À vậy thì đấy còn đúng hình thôi. À. Sao? Vậy chỉ cần đúng hình thôi. Ok, tam giác đúng hai rồi. Sọc nè. Rồi hình vuông, hình tròn đúng không? Ok. Rồi. Đó. Rồi. Xong. À.
vô trong. Ui, mặt nạ kìa, đẹp chưa? Cái này là mặt nạ bác sĩ đúng không? Ôi, nhưng mà Sam ơi, mặt nạ. Hình như tôi để ý là cái con mắt nè, bên trong của con mắt nó đang nhìn theo mình hay sao Sam? Ừ, như thế ghê vậy? Ừ, hình như nó có con mắt bên trong đang nhìn theo mình đó Sam ơi. Nó nhìn mình nhớ. Sợ thật sự. Ok, mở cửa ra nè. Ok, rồi. Leo xuống bên dưới. Ê, có con mắt kìa. Có bức tranh con mắt thấy ghê chứ kìa. Trời ơi, tôi... Ôi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Con dây lầu nó hù mình đó ông ơi, peekaboo đó. Em bé nó mới xô mình xuống đúng không? Nó hù mình cái mình rớt đó, mình té đó. Ủa, gì khám phá bí quyết của nhiếp ảnh. À, trời là bây giờ ơi. Thì mình phải chụp ảnh cho nó đúng không? Ok. Trời ơi, đang sợ nó nghe thành thi... À, không có phim, mình phải có phim mình nhét vô thì mới chụp được. Ok, để mở cửa ra vô trong coi. Ôi giời ơi. Ôi, cái gì mà đỏ chót gì? Sợ hết. À, mấy như là tôi phim. Biết là rửa ảnh hồi xưa là phải màu đỏ này mà rửa phim, nó đây chỗ rửa phim phải không? Rửa ảnh á. À đây đây, phim nè. Lắp phim vô đúng không? Rồi sau đó là chụp hình cho nó đúng không? Cái nhạc lên là nó. Rồi đó, sau khi chụp hình xong thì mình sẽ đem qua bên đây. Phòng không đủ tối hả? À là mình phải tắt điện rồi mình mới rửa phim được hả? Rồi. Bây giờ thì mình sẽ rửa ảnh cho nó, rửa ảnh cho đẹp trai ha. Ok không? Ok hả? À? Rồi ok. Rồi đem ảnh vào đây, sau đó lắp vào đây. Ok. Tôi đang rất là hồi hộp luôn á Sam, tôi đang rất là muốn biết coi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo á. Ờ, đây. Tôi còn biết nữa mà. Wow, quá đẹp trai luôn em ha. Ủa, nhìn đẹp trai nè. Đẹp trai thật. Ok, sau đó là phim hãy... Phim và máy chiếu hả? Lắp phim vào máy chiếu hả? À đây. À đây, máy chiếu phim nè, mày lắp máy chiếu phim nè, thêm ảnh hả? À, nó kêu mình là phải chụp thêm ảnh Sam ơi. Ngồi đàng hoàng con. À thôi, ngồi sau ghế đi. Đó, vậy đi. Vậy đi. Vậy đi. Trời ơi, đẹp. Nó quá đẹp luôn. Phong chụp rất là đẹp nha các bạn. Chụp là không thấy người chụp đâu luôn à. Trời ơi, bạn rửa đẹp vậy sao? Ê, càng ngày càng chụp chỗ này càng lạ đúng không? Ê, cái nhà càng ngày càng nát, ông thấy không? Hả? Ông nhìn cho các bạn đi, cái chụp càng ngày nhà càng nát kìa. Ừ, ông thấy không? Cái nhà nát kìa, ông rửa ảnh đi, ông phải rửa ảnh. Nè, tươi đúng không? Ông nhét ảnh này vô, ông nhìn nè. Ờ. Đây. Đó. Ui. Cái nhà nát thật kìa. Ui, cái ngôi nhà. À, tôi hiểu rồi. Vậy có nghĩa là bây giờ mình chụp thì nó sẽ biến thành thật đúng không? Vậy bây giờ mình chỉ cần xoay vô cái ổ điện này. Cái ổ điện này là ở bên ngoài nó bị hỏng, nhưng mà cái trong hình là nó chưa bị hư. À, là bây giờ mình chụp nó, sau đó mình đem vô đây mình rửa ra thì có nghĩa là cái ổ điện nó đúng rồi. Cái ổ điện đó nó sẽ được sửa lại. À, thì ra là như vậy. Làm chụp cái gì thành cái đó mấy bạn ơi. Thấy tôi học mình chưa? Đó, ok. Ôi mà cái máy này là tôi cầm tôi chụp bên cạnh con xe siêu sần sò là tôi sẽ có ngoài đời. Thì ra như vậy các bạn ơi, có nghĩa là chúng ta chụp cái gì trên hình thì cái đó ngoài sẽ thành thật. Đó không, bây giờ thành thật rồi nè. Đó là bị ngược lại không, là cái gì hư là ngoài là nó trong ảnh là nó không bị hư. Đó. À, ok. Nó đưa cho mình một bông hoa. Bông hoa này có vẻ đã chết, có lẽ là còn một vài cách để khôi phục nó. À đây. Chụp hình nó. Đúng rồi. Đây. Nó tươi. Đó, cái bông hoa ở ngoài là nó bị héo rồi nè. Bây giờ mình đem vô đây, mình rửa ảnh cái bông hoa nó sẽ sống lại. Ok. Trời ơi, thích quá. Cái game này chơi mình dùng hết 100% bộ não mình mới hiểu luôn các bạn. Đúng rồi, game này hay à. Game này là hơi bị khó. Mình phải dùng hết 100% bộ não mới giải mã được nha các bạn à. Ok, đây, rồi. Ui. Ui. À, cần con robot, robot, tới. Robot. Rồi, tấn công đi robot. Xịt đó, đúng rồi, xịt đó. Robot nó cầm cái bình xịt, nó xịt. Rồi, rồi. Đây rồi, lấy được cái viên này rồi. Ok, sau đó mình sẽ đem qua đây mình chế thuốc tiếp. Lấy một cái viên rồi thôi, tôi muốn sắp chết rồi Phong ơi. Rồi còn gì nữa? Bây giờ thì mình sẽ bỏ cái viên này vào trong đây. Bây giờ mình sẽ khởi động nó lên. Rồi, chúng ta đã có được thêm một bình nước màu xanh nữa. Bây giờ nó yêu cầu chúng ta là hãy đổ đầy vạt hả? Nghĩa là mình khởi động hết này lên đúng không? Ok. Trộn màu xanh lá cây nè, màu đỏ và màu xanh dương lại với nhau. Sau đó nó sẽ ra được một cái nước. Ủa sao vẫn là màu hồng vậy? Ông đang kết hợp hai màu kia thôi, ông thấy ông nhìn cái quyển sách kìa. À, màu xanh với màu đỏ. À, đúng mình cần rồi, màu xanh với màu đỏ. À, ok. Thầy xin lỗi rồi, Phong không đi. Mà không có chú ý trơn á. Ok. Thấy chưa? Chúng ta sẽ được một cái nước màu xanh dương. Ok, vậy có nghĩa là chúng ta phải kết hợp đúng cái màu của nó. Ok, màu xanh dương chảy ra nè. Đây là màu thuốc độc của chị Mitsumi à. Cái này là thuốc của chị Mèo Sumi à, thuốc màu xanh à. Ok. Xanh à. Thuốc màu xanh này mình sẽ lấy và cho em bé uống vô. Uống nặng cân à. Ui. Nó mập lên. À, nó mập lên xong. Sao nhìn nó mập quá em. Ơi, mình sẽ đem nó qua đây, sau đó mình để lên trên kia cho cửa mở ra. À. Em tập nó không thể mắc luôn ơi. Trời, hóa ra là tương lai không cần sao. Ủa? Nó ốm lại rồi. À, rồi, mình sẽ để em bé ở đây nè. Em bé chưa đủ nặng đúng không? Mình sẽ lấy cái bình thuốc mình cho nó uống, sau đó nó mập lên.
là cái cửa sẽ mở ra. Ok, nó đè xuống nặng hơn. Ok rồi. Trời ơi. Ủa rồi ở đâu rồi? Phải bưng đi theo, phải bưng nó đi theo mệt chưa? Nhanh 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 nhanh. Chạy nhanh 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 nhanh. Nhanh lên, chạy. Nhanh lên. Nhanh lên, chạy không được, em đây chạy không được. Ủa khoan từ. Hình như là không kịp, hình như là đây đây đây. Bỏ vô cái ống này. À đúng rồi đúng rồi. Mình cho nó uống sau đó mình bỏ vô cái ống này là được. Ok ok rồi rồi rồi, rồi. Hiểu. Rồi, bây giờ cái bình sẽ hút nó vô. Cái mặt ú u luôn sao? Ok, rồi. Yes, mở được cửa rồi. Cảm ơn em nha. Ok. Rồi vâng đi thôi. Uống sao đẹp gì? Ủa? Tìm bông hoa thuốc thử Sao ngoài đây đẹp quá vậy? Ê hoa tím kìa. Khám phá khu vườn. Tìm bông hoa thuốc thử hả? À? Bông hoa thuốc thử. Bông hoa này đúng không? Tôi để ý là cái phần 3 này hình như là chơi nó không có sợ bằng phần 2 sao Sam ơi. Ui. Đúng rồi. Ui gì vậy? Cái gì đây? Chị đánh nhau dừng vậy con? Em bé lại. Con. À là em bé với lại con này đánh nhau hả? Ui ui, dừng em bé lại hả? Dừng mà cách tao, dừng mà cách tao. No no, đừng. Robot đây, robot đây, đừng bình tĩnh con. Bình tĩnh con, bình tĩnh con. Trời ơi tức quá, giờ nó đang khinh bỉ. Coi, mình đừng đánh nhau coi. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Ở bên này có cây đại bác nè, hay là dùng cây đại bác này ta? Đừng có nói là bắn em bé nha. Ui nó bắn em bé thiệt kìa. Ủa thật á? Ủa? Lại. Tiếp. Đốt cầu chi. Bắn. Ui. Rồi. Rồi, em bé xỉu con ơi. Nó cắt xỉu rồi, nó cắt xỉu rồi. Nó cười kìa, nó cười, robot nó cười kìa. Robot. Ủa. À, là bây giờ là mình nó cao tới đi lụm liền. Tấn công. Bắn. Ui. Rồi, văng em bé rồi. Rồi, rồi. Bắt nó. Đưa cho robot hả? Đưa con robot đúng không? Đặt em bé lên robot. À đúng rồi, mình đưa cho con robot. À xong con robot nó sẽ cầm em bé. Đừng nói nó bỏ vô cái máy đi nha. Ủa gì vậy? Ủa sao vẫn chưa được? Cái gì vậy? Cần cái đồ em bé cho tôi không nhìn. Không nhìn em mỏ đó, nó cần cái gì kìa. Hey. Đùng. Rồi. Ok. Ủa con này nó cần gì? Đây, bỏ em bé lên cho nó nè. Sau đó nó sẽ chở em bé vào bên đây. À hiểu rồi, là mình phải lụm em bé đưa cho con này nhanh hơn. À chắc là như vậy. À, vậy phải nhanh hơn. À không phải, bỏ em bé vô cây súng đại bác. Ok, nó muốn. Ok, được, bắn. Ôi, rồi. Nhanh. Ok, nhanh. Bỏ vô súng nè, rồi. Bắn luôn đi luôn. Boom! Bye bye nha. Tạm biệt nha. Rồi xong đi mất tiêu rồi. Trời ơi, vui rồi đó. Rồi con robot nó vui, con robot nó vui. Trời ơi, nó kỳ nhanh dễ sợ nha. Rồi ok, robot đây. Lấy chanh bông hoa này coi. Ê ta đang robot này thù dai nha. Rồi ok. Lấy. Ui. Cái gì đây? Đang cầm bông hoa dưới trong nhà thì em bé chặn đường mình lại. Trời ơi. Nó bắt mình lên trời rồi. Đúng rồi con ơi, đúng rồi. Ôi con robot nha. Hình như con robot nó mới về tấn công em bé để bảo vệ mình đúng không? Đúng rồi. Ôi con robot tính ra tôi thấy tội nghiệp robot lắm luôn á. Rồi xong mình ngất xỉu rồi. Rồi xong. Cú đánh có mạnh nên là gì ta, Phong cần nó nằm xỉu. Ok, sự va chạm giữa các thế giới. Ok, mình tỉnh dậy rồi đây. Hình như hồi nãy là bọn mình mới vừa bị em bé tấn công cho nên mình ngất xỉu. Bây giờ mình lại tỉnh dậy lại một lần nữa. Thì giờ nó đang sắp bị tiêu diệt luôn không? Ủa, rồi con robot rồi. Robot rồi. Tận thế giới này luôn á. Chuyện gì đã xảy ra? Ok, ui con robot rồi. Ê, đừng có nói con robot bị em bé tiêu diệt rồi nha. Hình như là mình phải lấy cái cục này. Ủa đâu rồi? Khám phá thuốc cuối cùng. Hãy ủ thuốc. Ok. Ui. No. Ui. Nó đang điều khiển robot hả? À không. Cái con robot nó đang giữ em bé lại cho đi cho mình hay sao á. Ok rồi. Rồi. Bây giờ màu gì? Thuốc cuối cùng là màu hồng. Màu hồng và màu gì? Cái màu gì không biết luôn, nó che rồi. À vậy là bây giờ mình phải tự khám phá rồi. Tôi sẽ màu hồng với lại màu xanh dương đi. Cái này là mình phải tự khám phá hay sao mà? Tại vì nó không cho mình biết. Ok, màu hồng với màu xanh dương chúng ta sẽ ra được nước màu vàng. Ok. Màu e nhiều lúc nó đúng á, baby yellow màu vàng. Nó màu vàng. Ờ đúng rồi. Baby in yellow là màu vàng. Đúng rồi. Sam nói hợp lý nè. Ok, từ để coi nước màu vàng sẽ giúp được gì đây. Chắc là sẽ giúp cho em bé trở lại bình thường chẳng hạn. Ok, uống đi con. Rồi nó hết bình thường rồi Sam ơi. Nó bình thường rồi. Nó mạnh hơn rồi sao Sam ơi. Ui. Good ending không? Ổn định con quay hồi chuyển. Tìm đường lên lầu. Tìm đường lên lầu hả? Lầu là cái này phải không? Nè cái chỗ này nè. Nó bị chặn lại rồi. Bây giờ làm cách nào để mình vô trong được? Sợ lửa. Nó đang nó kêu là đang cần lửa hả? Lửa. Nó sợ lửa mà. Không, ý nó kêu mình là hãy dùng lửa để đốt cái cây này đi, hiểu không? Để mình có thể lên trên được, hiểu không? Nhưng mà kiếm lửa đâu ra bây giờ? À, lửa từ người em bé. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho nó uống.
Và sau đó nó sẽ bốc lửa, sau đó mình lấy nó bỏ vào đây. À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hợp lý luôn. Ok, được rồi, rồi. Lên lầu, nhanh. Robot ơi, đi theo anh, robot. Đi theo anh, đi theo anh. Đỡ sợ nè. Không được, dù đi đến đâu chúng ta vẫn phải đi bên cạnh nhau, hiểu không robot? Đang sợ không đi theo chung được, trời ơi. Nó không muốn đi theo mình tại vì nó đang sợ bạn ơi. Ok, không sao. Được rồi. Vậy thì anh sẽ đi một mình. Rồi, cái căn phòng rồi, chúng ta lại trở lại căn phòng này. Căn phòng trong phần 1 này đúng không? Đúng rồi. Em bé đã tức giận. Ui. Nếu không phải lấy cái nấm cái nấm, lấy cái nấm từ nhà bếp cho nó ngậm. hiểu. Đây. Ui. Ui, lấy. Ok, mình lấy được rồi. Ê. Đây là cái nấm gọi là trừ tà ấy bạn ơi, không? Đó lúc đó nó tự dựng nó cho nó uống. Ây da, nè, ngậm đi. Trời ơi, mệt quá. Ok, nó ngủ rồi. Okay. Ủa, dựng không được. Vậy là bây giờ mình phải lên đó mình chỉnh vòng á. Chỉnh vòng là sao? Không được mở. Ủa, nó kêu mình không được mở cái này. À, đây. Bên đây có cái cần gạt khác nè. Được, bật lên thử coi. Không được luôn. Nó có nhiều cần gạt không, hiểu không? Tiếp tục quay nhấn. Ủa khoan, bên này mở được nè. Mở bên đó, sau đó là mở bên này. Được rồi đúng không? Ủa không được. Khoan từ. À, hình như là mình phải mở nhanh hay sao á? Mở bên này nè. Hình như là mình phải mở nhanh hay sao Sam ơi? Ok. Bên này. Mở bên này. Rồi, mở bên này. Rồi đó, mình phải mở nhanh. Okay. Ok, rồi mở được rồi nè. Ok, cái dòng nó dừng lại rồi. Ui. Chuyện gì nữa đây? Trời ơi, cái sao gì nó sao tức giận tiếp vậy? Sao tức giận hoài vậy? Tôi biết rồi, rồi lắp cái trái banh, bây giờ mình phải lượm cái trái banh đó, sau đó mình lắp vô trong cái vòng tròn kia thì phải. Ơi, trời ơi em bé ơi, làm ơn cho anh cái trái banh nó đi. Trời ơi là trời, nó lấy nữa rồi. Ui, cái con này nữa. Quay, chạy đường nào. Trời ơi, thiệt luôn á trời. Trời, đêm rồi đó em ơi, cho chị ngủ. À, vậy là mình phải chạy đường này. Ok, chạy qua đường này. Lấy cái này, chặn cửa. Ok, chặn ơi. Chụp ảnh. Robot à, đừng sợ, có anh ở đây, yên tâm. Ok, leo lên trên. Ok. Hình như bây giờ mình phải leo xuống bên dưới. Ok. Ôi, đây. Đây rồi. Đây rồi. Cuối cùng cũng lấy được nó rồi. Cho chạm đi được không? Không an toàn để nhận hả? Vậy làm cách nào? Tìm mảnh ghép còn thiếu ở khu vườn. Mảnh ghép còn thiếu trong khu vườn. Là cái nào? À đây. À, đây mình lấy cái này mình bọc nó lại. Như... Mình phải lấy cái này mình bọc nó lại. Ok, một cái nè, còn một cái nữa. Mình ráp lại. Đúng rồi, mình ráp nó lại. Từ từ còn một cái nữa đâu. À đây. Bên này ở bên bụi cây. Trời ơi, không để ý mấy ba ơi. Cái màn này nó dùng chiếc nhiều quá bạn ơi. Ok rồi, lấy cái này. Lắp vô. Rồi. Xong. Rồi, an toàn rồi đó. An toàn rồi đó. Lắp vô đi. Lắp vô. Ok. Rồi được rồi. Ui. Ui, lại là con này nữa. Nè, cầm đi con. Chạy nhanh đi con. Đúng rồi. Chạy nhanh đi robot. Chạy nhanh đi. Mình bị chặn đường rồi. Mình bị chặn đường rồi. Bây giờ mình sẽ chạy qua đây. Ok. Không, đừng đóng cửa lại. Ui, lăn vô. Ok. May quá, kịp rồi. Kịp rồi. Trời ơi mệt quá. Con robot nó thở. Robot nó kiệt sức kìa. Sao hết pin rồi. Không sao. Cảm ơn robot nhiều nha. Ui. Nó lại tới nữa kìa. Ui, nhanh lên. Nó quá lớn. Ui chứ làm cách nào? Robot đang chặn cửa kìa. Ủa, nó quá lớn hả? Hay mình bỏ vô đây. À đúng rồi, mình bỏ vô đây. Ok. Con robot nó đang chặn cửa lại cho mình kìa Sam. Con robot nó đang chặn cửa cho mình kìa. Dễ thương quá vậy. Tôi thấy con robot này đúng dễ thương luôn á. Ok. Cố lên. Mình phải thắng. Robot ơi yên tâm, anh đang cố gắng lắm đây. Ui. Robot. Ui, đừng mà, chuyện gì vậy? Ủa. Ui. Con hút robot như này luôn, anh hút luôn kìa. Robot. Robot. Trời ơi. Robot chết rồi. Oh my god. Thì tim nổ kìa. Không. Buồn quá. Oh my god. Tội nghiệp nó quá nha. Cách nào để cứu được robot không? Cái quả cầu nó xoay kìa. Giờ mình cầm được rồi hả? Khoan, bây giờ mình lấy được chưa?
Robot ơi, con nằm tạm đây nha robot. Trời ơi, nhìn đúng tội robot luôn á. Ok, lấy quả cầu nè. Ok. Ok. Lắp vô. Nhưng mà tờ giấy nó không mở, mình có nên mở hả? Ok, chuyện gì sẽ xảy ra? Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Ồ. Ê, nhưng mà có cách nào để cứu được con robot không? Không biết nữa. Phong thấy tội nghiệp con robot quá à. Ui. Lỗi trái đất hả? Ui. Ủa? Không được mở. Ê, có khi nào mình làm sai không? Ủa Sam, có khi nào mình làm sai không? Oh my god, tôi nghi mình làm sai đó. Bắt em đi nè. Ủa? Không. Sao bạn lại mang hắn đến đây? Ai biết? What have you done? Bạn đã làm gì? What have you done? Đâu, tôi đâu làm gì đâu, tôi chỉ làm theo nhiệm vụ thôi mà. Rồi. Cảm ơn bạn đã chơi, chưa xong đâu. Ok, thì đây là cái kết vẫn chưa xong đúng không? Oh my god. Vẫn còn phần tiếp theo của Baby in Yellow. Wow. Nhưng mà nó làm mất cái con robot nó buồn quá mà. Thời luôn á, cái cảnh robot, con robot nó bị tiêu diệt á, con robot nó bị mất á bạn. Nhìn đúng tội nghiệp luôn á. Cái kết mà tôi nói thật luôn, chơi game mà buồn với robot là nhiều luôn. Clip này là clip buồn. Một phút bật nghiệp cho con robot đúng không? Thời luôn á, đoạn mà con robot nó bị giết á, Phong muốn khóc luôn á. Tại vì nó á, mấy ông nó đi từ mình lúc mà mình cứu nó xong nó cứu mình ngược lại, xong nó mất cái mặt mình, trời ơi, nó đau lắm bạn ơi. Cái đoạn đó là nó chặn cửa lại giúp cho mình luôn á. Thời con robot đúng dễ thương luôn á trời. Ai xí ba, trời ơi, tôi muốn phần tiếp theo có cách nào để hồi sinh con robot được không? Bạn ơi, robot mất rồi. Tội nghiệp quá nhờ. Không biết cách nào cứu được robot ông ta. Nếu như bạn nào á biết cách nào để cứu được con robot này, hãy nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Mình không biết là phần tiếp theo nó đã ra mắt chưa, nhưng mà nếu như mà cái kết như thế này á thì thật sự là quá buồn luôn. Đúng tội nghiệp robot luôn á. Ok bạn ơi, vậy là coi như trong tập này thì mình với Sammy đã chơi xong đến chương cuối cùng là chương mèo của Baby in Yellow rồi. Thì mình không biết là game này còn phần tiếp theo hay không. Nếu như có thì chắc chắn mình sẽ chơi tiếp để mình xem coi con robot nó có sống lại được không. Tội nghiệp robot. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi. Gần một tiếng đồng hồ rồi, mình đang chơi hiện tại là chơi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ rồi. À không, hơn rồi chứ. Hơn tiếng đồng hồ luôn rồi đó. Còn mấy bạn xem video thì bao nhiêu phút mình không biết, nhưng hiện tại mình chơi được hơn tiếng đồng hồ rồi đó. Ok. Còn bây giờ thì buồn quá. Robot tội nghiệp. Nước mắt chảy nữa mà. Nước chảy nè. Thôi. Nước mắt không ông ơi. Thôi không sao cả. Phong nghĩ rằng là robot sẽ được hồi sinh mà đúng không? Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye và bye. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo của Baby in Yellow. Tạm biệt. Bye bye. Robot ơi. Buồn quá. Hello team, hello team.